liên tục đạt học sinh giỏi, sở hữu nhiều tấm bằng khen, huy chương. Với người bình thường, đó đã là một niềm mơ ước, nhưng những thành tích đó lại là của một học sinh khiếm thị. Thì quý vị nghĩ sao ạ? Với nỗ lực vượt qua bệnh tật, Nguyễn Thị Mỹ Linh đã trở thành một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu trong năm qua. Say sưa với máy tính, gõ phím thuần thục. Điều đặc biệt là với mỗi thao tác, chiếc máy tính này đều phát ra âm thanh. Mắt em thì từ lúc sinh ra thì chưa bị bệnh về mắt. Nên đến 5 năm tuổi thì gia đình phát hiện là em có một khối u ở não. Sau khi phẫu thuật xong thì mắt em bị ảnh hưởng. Từ đó thì em bị bệnh teo gai thị. Chỉ có thể nhìn mờ được trong khoảng cách 0,5 mét. Nhưng Mỹ Linh đã đạt được huy chương vàng tại cuộc thi thách thức công nghệ thông tin dành cho thanh thiếu niên khuyết tật toàn cầu năm qua. Không những thế, chỉ sờ quân cờ và dò bước đi, cờ vua cũng là môn thể thao mà Mỹ Linh giành được huy chương bạc của Hiệp hội Paralympic Việt Nam. Học chậm tới 4 năm so với bạn bè vì mắc bệnh, nhưng Linh liên tục đạt học sinh giỏi, dù với em, đến ghi chép cũng khó khăn. Vậy nhưng, không chỉ tin học, cờ vua, trong cuộc thi viết kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt-Nhật, Linh cũng đạt giải cao. Chịu khó đọc, chịu khó tìm tòi, cho nên là trong các cái bài văn mà cháu thể hiện thì không chỉ có kiến thức ở trong sách vở mà tôi còn có cảm nhận rằng là cháu có cả những cái cảm nhận rất tốt về cuộc sống. Mắt của bạn không được như mọi người nhưng mà bạn đã làm được việc mà không phải những bạn mắt sáng nào cũng có thể làm được. Nỗ lực vượt lên bệnh tật. Thế nên trong buổi vinh danh 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2015, cái tên Mỹ Linh đã được xướng lên. Học sinh khiếm thị trường trung học phổ thông Thăng Long vừa đạt huy chương vàng tại cuộc thi thách thức công nghệ thông tin dành cho thanh thiếu niên khuyết tật toàn cầu. Cảm thấy rất là vui và rất là xúc động vì đây là lần đầu tiên mà em được nhận một cái giải thưởng vinh dự như thế này ạ. Mình rất là xúc động và sung sướng, quá sung sướng. Không buồn vì bệnh, không khóc vì khó. Với nỗ lực của mình, Linh đã mang đến nụ cười cho mẹ, cho cha, cho thầy cô, bạn bè.